Vị nói người ta nói một đứa trẻ nhưng không bao giờ, bây giờ cho dù quý vị nói gia đình bé hay chăng nữa, loại trừ bé Tường Lâm ra để không thôi, quý vị nói rằng là tôi nói quý vị hơn thua của đứa trẻ, quý vị phật lòng và phản tố nữa. Cái điều này tạo điều kiện cho làm mầm móng quý vị sinh sôi nảy nở nữa, thì nó lại là vấn đề nào đó tạo nghiệp của tôi nữa, nên là xin lỗi, là gọi là quý vị là đang chỉ trích gia đình bé đúng không? Thì quý vị có coi lại mình chưa? Mình nếu như là phẩm hạnh của vị sư thì sẽ không bao giờ đi soi mói những cái chuyện đời, sẽ không bao giờ tham gia vào cái cuộc chiến mạng xã hội với tất cả những người khác, mặc dầu chuyện đó không có dòng họ bà con gì với sư, cũng không có liên can ăn hết của nhà sư, cũng chưa có bao giờ đá động tới cái chùa của sư. Tại sao sư phải lên ngồi sư nói, sư phản biện người ta là gia đình sai sự thật, rồi những tu sĩ bên Phật giáo Hòa Hảo đang làm chuyện sàm bậy u mê đồ các kiểu, người ta có đá động tới quý vị chưa? Còn nói câu này thì vị nói rằng có đá động tới tôi chưa mà tôi nói, đúng không? Đương nhiên đá động chứ, đá động tới nhân vật mà tôi đang bảo vệ, đá động tới gia đình của bé Tường Lam, và cũng như gián tiếp đá động tới bé Tường Lam. Tại vì không có bé Tường Lam thì quý vị đâu có đá động tới gia đình. Quý vị đang mượn gia đình người ta ra để là gián tiếp để đả kích bé Tường Lam. Còn hơn nữa, tôi là một người chưa xuất gia, đầu còn xanh, tóc còn ok, nên vấn đề chuyện đời tôi tham gia thoải mái, tôi là một người đời, tôi khẳng định tôi không phải người tu, nên là tôi có quyền tự do ngôn luận. Còn quý vị là xuống tóc mặc áo nhà sư, hãy cẩn gìn ngôn ngữ. Người ta nói là người hiểu biết thì cẩn ngôn giữ hạnh, là kẻ mê si là chơn tánh mê mờ, đúng không? Thì quý vị là phải giữ cái hình ảnh của mình chứ, đâu phải mặc áo này muốn nói gì nói. Còn tôi mặc áo đời, tôi tự do ngôn luận, tôi nói sai nhà nước bắt tôi, còn tôi nói đúng thì tất cả những người khác thì khán giả của tôi